Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền. Vâng, tiếp theo sản phẩm mới về của ngày hôm nay như chiếc màn ống kính và quý vị và các bạn đang nhìn thấy đây. Tiếp tục như clip trước thì cửa hàng thông báo là có thêm một chiếc đầu Tech 25XS mới về. Và ngay lập tức trong thời điểm này thì đã về được hai sản phẩm. Sản phẩm thứ nhất là một chiếc âm ni Denon PMA890DG hàng tem đồng. Vâng, chiếc này thì trong tình trạng cũng còn đẹp xuất sắc. Vâng, sản phẩm thì đã được trưng bày trước mắt quý vị và các bạn. Vâng, vì tiếp tục hai sản phẩm này về với cửa hàng, nhưng cửa hàng sẽ làm clip ngay cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh được biết những sản phẩm về. Và những vị khách yêu thích thì hãy liên hệ ngay để được đặt hàng. Vâng, trong clip của ngày hôm qua, cửa hàng thông báo có một chiếc âm ni Denon PMA890DG có tem và có một chút khuyết điểm. Và trong chiếc đó thì trong ngày hôm nay cửa hàng cũng đã bán rồi. Và còn một vị khách tiếp theo cũng đã chờ để đặt hàng. Vâng, trong clip này thì cửa hàng sẽ quay luôn cho quý khách hàng đang theo dõi để biết những sản phẩm đã về. Và hãy điện ngay cho cửa hàng để đặt cho mình những sản phẩm mà quý khách hàng yêu thích. PMA890DG. Vâng, chiếc này thì đẹp xuất sắc hơn nhiều. Vâng, không có khuyết điểm nào nhé. Vừa thùng vách luôn, hồi gỗ thâm, tem đồng, và có giá là dưới 20 triệu đồng một chút xíu. Denon 890DG có một chiếc. Vâng, hiện tại trong thời điểm bây giờ, cửa hàng vẫn có một chiếc PMA890DG không tem. Và chiếc đó thì có sấp xước cả mặt lóc. Vâng, quý vị và các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ để được đặt hàng. Và giá thành sẽ rẻ hơn rất nhiều. Chiếc này thì có giá dưới 20 triệu một chút. Vâng, đây chiếc màn ống kính quý vị và các bạn đang theo dõi đây. Về tiếp được một chiếc đầu XS Tech 25XS không thùng nhưng rất đẹp. Khiển zin, dây nguồn zin, Katono chân chén đầy đủ. Vâng, cửa hàng sẽ quay chi tiết từ mặt của sản phẩm mới về ngày hôm nay. Vâng, đây là những hàng đã được cửa hàng âm thanh Đức Hạnh tuyển chọn. Tech 25XS nguyên thùng là hôm qua về được một chiếc thì có chủ ngay. Và chiếc này thì không còn thùng nhưng cũng rất đẹp. Vâng, cũng phải nói là đẹp không tì vết luôn. Vâng, khi quay hoặc là bên ngoài thì rất là đẹp, bởi vì do quay vào đây nên cái thảm rải lên màu đỏ lên là nó bị phản lên, thì lại mất đi cái màu và độ đẹp của chiếc đầu Tech 25XS. Vâng, đây là nóc của chiếc đầu Tech 25XS. Vâng, đây là hồi. Vâng, vàng óng nha. Vâng, phải nói là đẹp mỹ mãn. Vâng, hiện tại cửa hàng âm thanh Đức Hạnh vẫn còn hai chiếc đầu Tech 25XS. Vâng, đây là một chiếc vừa về. Và cửa hàng vẫn có một chiếc đây. Vâng, chiếc này thì không được xuất sắc cho lắm nhé. Vâng, mọi thông tin chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723
148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.